Đông Nhi sát ngày Lâm Bồn kêu thèm xôi mặn, ông Cao Thắng chạy ngược chạy xuôi để mua bằng được. Vào ngày 26 tháng 10, một nguồn tin thân cận cho hay Đông Nhi đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec vào lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị chào đón thiên thần mới ra đời. Ông Cao Thắng và gia đình túc trực bên cạnh Đông Nhi, chuẩn bị kỹ càng cho khoảnh khắc quan trọng. Trong thời điểm đó, dân mạng liên tục chia sẻ mẩu chuyện dễ thương về vợ chồng ông Cao Thắng và Đông Nhi, do chính bà xã chia sẻ sát ngày Lâm Bồn. Theo đó, Đông Nhi chỉ bảo hơi thèm xôi mặn, ông Cao Thắng đã chạy ngược chạy xuôi để mua bằng được trong buổi tối cho vợ. Khi câu chuyện được chia sẻ rầm rộ, ai nấy đều bày tỏ sự quý mến, ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng. Có người chỉ qua bức ảnh chụp vội đã tìm ngay ra quán ăn. Từ trước đến nay, ngay cả khi Đông Nhi chưa mang bầu, ông Cao Thắng đã rất chiều chuộng bà xã trong khoản ăn uống. Cả hai có vô số khoảnh khắc dễ thương cùng nhau. Xin khẳng định, không phải anh chồng nào cũng cưng vợ và chăm vợ được như ông Cao Thắng đâu nha.